Ái nha, mà đi món gì đấy? Này vần trước đi cho mềm đi nhá, cứng quá. Có phải chấm bớt đi. Đấy, video của chú vẽ là nghĩa vẽ, là xem yêu vẽ, là những ít người xem. Đấy, video nghiệp vụ đấy, cái làm bán quần áo, là hay video đấy, lắm người xem, không thể chả sao trước gì. Thế cháu đổ cho phòng vệ sinh nhá, đổ dưới hồ xí bệt, đổ luôn xí bệt nhá, nó xịt xí đấy. Xong chưa? Xong chưa? Được rồi.